Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 1 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay có những nội dung chính như sau. Ngày đẹp văn hóa trong ngày Tết độc lập của người dân Lệ Thủy. Hoàn tất công tác chuẩn bị tương thuật trực tiếp lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Quảng Bình, sản lượng khai thác thủy sản 8 tháng đầu năm ước đạt 37.000 tấn. Với thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, nhân dân ta đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Châu Á. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Nước Việt Nam từ một nước thuộc địa, nửa phong kiến, trở thành một nước độc lập tự do và dân chủ. Đảng ta từ một đảng hoạt động bí mật, bất hợp pháp, trở thành một đảng cầm quyền. Và lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng, một đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 là thắng lợi của chủ nghĩa Mác Lênin, được vận dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại. Cách mạng tháng 8 đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Đây là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử dân tộc trải qua mấy nghìn năm phấn đấu, đỉnh cao ý chí quật cường, sức mạnh cổ kết cộng đồng, tầm cao trí tuệ của dân tộc, hòa quyền với những tư tưởng của các Mác, Engel, Lenin, Hồ Chí Minh. Với xu thế của thời đại, vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Với thắng lợi này, nước ta không những trở thành một nước độc lập tự do, mà còn trở thành một trong những nước đi tiên phong trong việc xây dựng chế độ xã hội mới, chế độ dân chủ nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 còn khẳng định rằng, trong điều kiện trào lưu của cách mạng vô sản, cuộc cách mạng do một đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo không chỉ có thể thành công ở một nước tư bản kém phát triển, nơi mắc xích yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc, mà còn có thể thành công ngay ở một nước phong kiến và nửa thuộc địa lạc hậu, để đưa cả dân tộc đó đi lên theo con đường của chủ nghĩa xã hội. Đây là sự phát triển rất sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Cách mạng tháng 8 như một quả bom có sức công phá mạnh, làm sụp đổ một mảng quan trọng thành trì của chủ nghĩa thực dân kiểu cũ, thức tỉnh cả dân tộc bị áp bức bóc lột vùng dậy, báo hiệu một kỷ nguyên mới của loài người, kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Nhân kỷ niệm 69 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay ngày 1 tháng 9, lãnh đạo huyện Lệ Thủy và các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức lễ viếng và dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ và thăm cả gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã kính cẩn đặt vòng hoa, dâng hương tại đài tưởng niệm và phần mộ các liệt sĩ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn cũng đã đến thắp hương tại nhà lưu niệm đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy, chùa An Xá, miếu Thanh Hoàng. Dịp này, lãnh đạo huyện Lệ Thủy cũng đã đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo huyện đã động viên chia sẻ mong muốn các gia đình phát huy tinh thần cách mạng, góp phần xây dựng quê hương Lệ Thủy ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, cách mạng tháng 8, mùa thu năm 1945 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9 là những mốc son không thể nào quên trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Trong những ngày này, mỗi người dân Việt Nam, dù đang ở bất kỳ nơi đâu, đều hướng lòng mình về Tổ quốc, về Bác Hồ. Mỗi vùng quê đều có những cách rất riêng để tỏ lòng tri ân công lao trời biển của Đảng và của Bác. Đối với người dân huyện Lệ Thủy, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cõi Vĩnh Hằng, gia đình nào cũng có ban thờ Bác ở vị trí trang trọng nhất. Và hàng năm, đúng vào dịp mừng Tết độc lập mùng 2 tháng 9, gia đình nào ở Lệ Thủy cũng gói bánh trái, mua hoa quả, làm mâm cơm, thành kính dâng lên ban thờ Bác Hồ. Sáng sớm hôm nay, vợ chồng ông Phạm Hữu Ngu và bà Võ Thị Duyên ở thôn Thường Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy đã cùng nhau ra chợ sớm để mua sắm, chuẩn bị bữa cơm đặc biệt của gia đình. Bữa cơm này đặc biệt hơn những bữa cơm ngày thường khác, vì đây là bữa cơm trong ngày Tết độc lập,
mà gia đình sẽ dâng lên bàn thờ Bác Hồ nhân ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bữa cơm giản dị với những sản vật quê hương được hai ông bà từ tay tròn mua ở chợ từ sáng sớm. Mâm ngũ quả với những loài quả tròn trong vườn nhà được kính cẩn đặt lên bàn thờ Bác. Hàng năm cứ đến ngày mùng 2 tháng 9, con cháu về tập trung để coi bới, thì lúc nào gia đình có sắm một mâm cơm đặt lên trước là để cúng cái vong linh của Bác Hồ, rồi thì là ông bà con cháu. Sau đó là coi bữa xong thì là tập trung con cháu lại để là vui vẻ trong cái ngày lễ, là một năm một lần thì năm nào cũng có làm như thế. Đã 45 năm kể từ ngày Bác Hồ vì lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam ra đi về cõi vĩnh hằng. Cũng trong ngần ấy năm, trên bàn thờ của gia đình ông Phạm Hữu Ngưu trang trọng để di ảnh của người. Năm nay, trên bàn thờ nhà ông còn có thêm di ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Vì đại tướng của nhân dân, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Lệ Thủy, Quảng Bình. Đối với gia đình ông, việc thờ cúng Bác không chỉ để tỏ lòng tri ân đến công lao to lớn của người, mà còn để giáo dục cho con cháu mai sau. Trước hết là bản thân mình nhớ công ơn của Bác, sau nữa là con cháu tập trung lại để có như tiếp nối cái truyền thống, mình làm thế nào sau này con cháu nó học tập. Nếu mình không tôn trọng hoặc là mình lơ là, mình có cái chuyện nó bình thường thì con cháu sau này nó không biết. Không chỉ riêng gia đình ông Ngưu, mà hàng năm cứ đúng vào dịp mừng Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9, hầu như gia đình nào ở huyện Lệ Thủy cũng có sự tề tựu đông đủ của con cháu đang làm ăn, học tập, sinh sống khắp mọi miền của đất nước. Hướng về ngày lễ trọng đài của Tổ quốc và lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang của quê hương trong ngày mùng 2 tháng 9, đó là cách giáo dục thế hệ trẻ, con cháu về truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Duy trì bữa cơm cùng Bác Hồ cũng là cách mà người dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công ơn trời biển của Đảng, của Bác Hồ, tri ân tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã có công lao mang lại cuộc sống thái bình cho quê hương, đất nước. Hôm nay mùng 1 tháng 9, các xã Ngư Thủy Nam, Say Thủy và Dương Thủy, huyện Lệ Thủy đã tổ chức đua thuyền truyền thống nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham gia cuộc đua có 5 đội bơi của xã Ngư Thủy Nam, 13 đội bơi của xã Say Thủy, 5 đội bơi của xã Dương Thủy, với độ dài đường đua trên 3 km. Các vận động viên tham gia bơi là hội viên hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Lễ hội đua thuyền truyền thống là nét đẹp độc đáo của mỗi miền quê Lệ Thủy. Không những là hoạt động vui chơi giải trí mà còn là hoạt động văn hóa tín ngưỡng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cầu cho mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, mùa màng bội thu. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai mùng 2 tháng 9, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang sẽ chính thức diễn ra. Năm nay, lễ hội sẽ được Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình tường thuật trực tiếp trên sóng QBTV và được cả Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh thành phố trong cả nước tiếp sóng. Đến thời điểm này, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và các đơn vị có liên quan đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho chương trình truyền hình trực tiếp để hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2014. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là lễ hội thường niên được huyện Lệ Thủy tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Năm nay, lễ hội thu hút 8 đội thuyền đua nữ và 22 đội thuyền bơi nam với gần 1.000 vận động viên đến từ cả địa phương trên địa bàn toàn huyện. Với tính chất là một lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, có sự tham gia của cả cộng đồng. Vì vậy, lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang dự kiến sẽ thu hút đông đảo du khách thập phương và nhân dân cả địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình để tham gia cổ vũ động viên. Để giới thiệu quảng bá hình ảnh lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang, năm nay, Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và Viễn thông Quảng Bình tổ chức tường thuật trực tiếp toàn bộ lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang. Đây là lần thứ hai lễ hội được truyền hình trực tiếp trên tổng chiều dài gần 25 km của đường đua. Vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị chú đáo công phu nội dung kịch bản chương trình, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã huy động gần 70 cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của đài trực tiếp tham gia với máy móc thiết bị hiện đại để xây dựng 8 điểm cầu, trong đó có một điểm cầu trung tâm. Toàn bộ tín hiệu của chương trình sẽ được kết nối đường truyền cảm quang từ 7 điểm cầu được bố trí dọc theo chiều dài 25 km của đường đua về điểm cầu trung tâm. Dự kiến thời lượng của chương trình từ 180 đến 200 phút. Năm nay thì chúng tôi bố trí 8 cái điểm cầu truyền hình, mà đặc biệt là năm nay có một nét mới là có trong đó có một điểm cầu ở nhà lưu niệm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và một nét mới nữa của trong việc phục vụ cho lễ hội bơi đua thuyền truyền thống năm 2014 trên sông Kiến Giang của Lệ Thủy, thì năm nay sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình đã phát lên vệ tinh VinaSat
và đặc biệt ngoài ra thì chúng tôi còn có 21 đài phát thanh truyền hình trong cả nước tham gia tiếp sóng chương trình. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng thì qua chương trình này thì khán giả trong cả nước sẽ biết về cái lễ hội đua bơi thuyền trên sông Kiến Giang Lệ Thủy, và đặc biệt là những khán giả Quảng Bình, những con em Lệ Thủy xa quê hương cũng tiếp nhận được cái không khí lễ hội từ quê hương một cách đầy đủ nhất. Với những nét mới về nội dung, sự chuẩn bị khá chu đáo về mặt kỹ thuật và công tác phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và Viễn thông Quảng Bình, đặc biệt là sự hăng say luyện tập của các vận động viên và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong và ngoài tỉnh, tin rằng lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2014 sẽ thành công tốt đẹp. Truyền thống bơi đua ở Lệ Thủy đã có từ lâu đời, từ đặc trưng của miền quê sông nước. Lễ hội bơi đua thuyền xuất phát từ lễ hội cầu đảo của làng, của tổng với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc. Năm nay, được sự nhất trí của Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban nhân huyện phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình tổ chức truyền hình trực tiếp để quảng bá hình ảnh lễ hội bơi đua thuyền cho nhân dân cả nước được biết. Ủy ban nhân huyện đã thành lập ban tổ chức lễ hội và đã chỉ đạo cơ sở cũng như các cơ quan, ban ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, và đến giờ này thì công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo cho lễ hội thành công tốt đẹp. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là hoạt động văn hóa thể thao cấp tỉnh được người dân xứ Lê tổ chức mừng Tết độc lập của dân tộc. Vì vậy, việc chuẩn bị chú đáo các điều kiện sẽ là cơ sở để các đơn vị có liên quan tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp, với mong muốn chuyển đến quý vị và các bạn những hình ảnh sinh động nhất về một lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng sông nước Lệ Thủy. Hiện nay vẫn là thời điểm khai thác chính của vụ cá Nam. Vì vậy, các tàu cá của ngư dân Quảng Bình đang tiếp tục đẩy mạnh việc khai thác đánh bắt thủy sản, nhất là đánh bắt xa bờ. Riêng từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng khai thác thủy sản của các địa phương trong tỉnh đạt cao, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2013. Nhờ có những chính sách hỗ trợ kịp thời, đối với ngư dân đồng mới tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ, nên hoạt động khai thác xa bờ của tỉnh Quảng Bình tiếp tục được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh ước đạt 37.000 tấn, bằng 108% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khai thác biển đạt gần 35.500 tấn, khai thác nội địa đạt trên 1.500 tấn. Riêng trong tháng 8 năm 2014, sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt trên 6.500 tấn. 8 tháng qua, tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ cho 10 tàu cá đồng mới có công suất lớn từ 500 cv trở lên với số tiền 50 triệu đồng một tàu. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình đã tổng hợp nhu cầu vay vốn của ngư dân để thực hiện theo nghị định số 67 của chính phủ. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch đã đạt được 14/19 tiêu chí. Trong đó, tiêu chí xây dựng đường giao thông nông thôn đã hoàn thành. Cả tuyến đường thôn xóm và thông nội đồng đã được bê tông hóa, cứng hóa 100%. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, đến nay xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch đã bê tông hóa và cứng hóa được 100% tuyến đường giao thông liên thôn, liên xóm và đường giao thông nội đồng, với tổng nguồn vốn đầu tư lên tới trên 20 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 8 tỷ đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân nên xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch đã tranh thủ được nguồn đóng góp để xây dựng nông thôn mới. Xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch là một trong 3 xã đầu tiên của tỉnh Quảng Bình và là xã đầu tiên của huyện Quảng Trạch được Bộ Giao thông Vận tải tặng bằng khen về thành tích thực hiện hệ thống đường giao thông nông thôn đạt tiêu chuẩn. Quý vị và các bạn vừa xem xong chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Ngay sau đây là những thông tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 1 ngày mùng 2 tháng 9 năm 2014. Khu vực miền núi trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4 cấp 5. Đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 9, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.